Tiếp tục diễn biến trận chiến của Như Lai và Cuồng Vương La Hầu. Ở tập trước, Như Lai đã tỏ ra yếu thế trước La Hầu và bị đánh bay vào bức tường nằm úp mặt xuống đất. Điều này làm cho La Hầu cũng hơi ngạc nhiên. Hắn ta biết rằng đệ nhất thiên giới năm đó không chỉ có thực lực như vậy. Như Lai nhanh chóng đứng dậy, cái danh xưng đệ nhất thiên giới đã không phải là thứ mà ông truy cầu nữa. Bởi vì thế gian này còn có rất nhiều thứ quan trọng cần phải bảo vệ. Ông quyết định sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Như Lai ngừng tụ sức mạnh vào bàn tay, chiếu sáng một vùng. La Hầu lập tức lui lại phòng thủ. Như Lai sử dụng dài chiêu thức bất diệt kim thân, sức mạnh cuồn cuộn bạo phát rồi tập hợp thành một thân ảnh Phật tổ khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn. Thân ảnh khổng lồ bắt đầu phản công, một chưởng giáng xuống khiến mặt đất nứt vỡ, uy lực không kém lúc La Hầu thi triển chiêu thức. Lần thứ hai vung tay, hắn ta đã bị trúng chiêu, cơ thể bị đánh bay ra xa. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thấm gì, La Hầu vừa vực dậy thì ông đã bồi thêm đòn thứ ba. La Hầu đứng yên một chỗ đón đỡ, cú đấm tạo ra một trận dư chấn khủng khiếp. Mặt đất va chạm vỡ vụn, sức mạnh lan tỏa ra xung quanh chấn nhiếp các đấu sĩ Atula. Đến bây giờ bọn họ mới nhận ra Như Lai trong lần thí luyện trước đó vốn là không dùng toàn lực, quả nhiên là cường giả cùng độ cao với Cuồng Vương. Đáng tiếc rằng cơ thể Cuồng Vương còn cứng rắn hơn sắt thép, bị ăn một đấm thẳng mặt không hề hấn. Hắn ngưng tụ sức mạnh rồi chém ra nhiều luồng kinh lực, phá tan bất diệt kim thần. Sau khi bụi đất lắng xuống, thân ảnh của Như Lai đã không thấy đâu nữa. Hiển nhiên là đã thừa cơ hội bản nãy để mang tô ma rời đi. Như Lai quay lại thiên giới bái kiến Đế Thích Thiên. Ông trình bày lý do mình trì hoãn ở Atula đều là vì con trai của Cuồng Vương. Tiếc rằng con trai Cuồng Vương chịu thương thế quá nặng nên đã không qua khỏi. Đế Thích Thiên và các đại thần cũng bất ngờ, tộc Atula vốn có tính tình bạo ngược. Đối với thân tộc mình lại không thương tiếc gì, bọn họ và thiên thần trước giờ giống như là nước với lửa, không thể hòa hợp. Như Lai lại có thể làm khách ở chỗ bọn chúng, điều này làm cho Quảng Mục Thiên Vương cũng thán phục. Như Lai lên tiếng phản đối lại lời bàn nãy, cho rằng không phải tất cả Atula đều là kẻ hiếu sát. Có một số chỉ là do truyền thống nghiêm khắc trói buộc. Ông vẫn một lòng cầu hòa bình giữa thiên thần và Atula, điều đó vẫn còn hy vọng. Quảng Mục Thiên Vương và đại thần khác lập tức phản đối, cho rằng bọn chúng vốn không biết hòa bình là gì, muốn để bọn họ buông bỏ chiến đấu cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngay cả Đế Thích Thiên cũng không đồng tình với quyết định của Như Lai. Năm đó vì nghe theo lời khuyên không thảo phạt Atula của Như Lai nên mới gây ra hậu quả thiên giới phân liệt như hôm nay. Dù hôm nay thiên giới không chịu buông xuống ân oán thì chưa chắc bọn họ chịu ngừng chiến. La Hầu được xưng là Cuồng Vương, vốn là dùng chiến đấu để thành danh, sao có thể hòa nghị với thiên giới cơ chứ? Như Lai thì cảm thấy La Hầu là người có thể nói chuyện được, mà trong bốn vị vương của Atula thì hắn ta là người có ít thành kiến với thiên thần nhất. Như Lai muốn đi một chuyến nữa để hòa giải, Quang Mục Thiên Vương phản đối gay gắt. Nếu thiên thần chủ động giao hảo thì chính là đang tỏ yếu thế trước Atula, điều này sẽ cổ vũ sĩ khí của bọn chúng. Hai bên đều có ý kiến riêng, càng tranh luận thì không khí càng căng thẳng. Những gì hai bên trải qua không giống nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau, ai ai cũng có lý lẽ riêng. Đế Thích Thiên buộc phải lên tiếng can ngăn cuộc tranh luận. Theo ông thì thiên giới đã chinh chiến với Atula đâu chỉ ngàn năm, muốn hóa giải oán hận trong đó không phải là chuyện dễ dàng, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Như Lai tới tìm Sát Tâm Quan Âm để nhờ vả, hóa ra Tô Ma chưa hề chết như lời trình bày với Đế Thích Thiên. Ông đã âm thầm đưa cậu ta vào bên trong tầm cung của Sát Tâm để trị thương, điều này làm cho Sát Tâm bất ngờ và tức giận. Sát Tâm cũng không có hảo cảm với Atula, vậy mà bây giờ còn nhờ hắn chăm sóc một Atula. Như Lai cố gắng giải thích mình làm như vậy đều là có lý do, ông vẫn tin đối phương sẽ giúp đỡ mình. Sát Tâm tuy rất tức giận nhưng Như Lai đã để cho Tô Ma ở bên trong nhà của mình rồi, làm sao mà còn từ chối được nữa. Giờ chỉ mong là chuyện này không bị bại lộ, nếu không sẽ gây ra nguy hiểm cho Tô Ma. Chuyện cảnh tế phế đồ Atula, Vương vẫn bình thản sau khi con trai bị mang đi, hắn cảm thấy Tô Ma đã tiến bộ không ít. Còn chuyện thất bại là vì thiếu lịch luyện, không trách được người khác. Lời này có vẻ là đồng tình với cách làm của Như Lai. Năm đó, hắn có một cuộc chiến khủng khiếp với Như Lai. Chỉ có một lần đó, nội tâm của La Hầu đã bị lung lay, trong lòng dấy lên cảm giác có thể sẽ thất bại. Tuy nhiên, ân oán giữa hắn và Như Lai, giữa thiên thần và Atula cũng nên đến lúc kết thúc rồi. La Hầu dùng lý do Như Lai bắt cóc con trai mình để tiến công đánh thiên giới. Sau nhiều thời gian dưỡng thương thì Tô Ma cũng tỉnh lại. Biết mình đang ở thiên cung, cậu ta cực kỳ lo lắng nên vội lao ra ngoài. Sát Tâm Quan Âm vừa lúc đi tới, Tô Ma thấy vậy lập tức tung ra một chưởng, đòn đánh dễ dàng bị ngăn cản. Dù đã cố gắng hết sức thì vẫn không lay động được chút nào. Sát Tâm cũng cho biết mình vốn không muốn dính dáng đến Atula.
vì Như Lai liều chết mang cậu ta về, còn phó thác cho hắn. Vừa nghe tới tên sư phụ, Tô Ma lập tức thu hồi chiến ý. Hành động này làm cho Sắt Tâm cảm thấy Như Lai làm như vậy cũng là có lý. Cậu ta có phần khác biệt với những Atula còn lại. Sắt Tâm nhắc nhở cậu cứ ở trong phòng dưỡng thương, thiên thần có tai mắt đông đảo, cần phải tránh hiểm nghi nên không được chạy lung tung. Tiếng chuông vang lên liên hồi, các thiên binh nghiêm chỉnh chạy tới xếp hàng. Các đại thần và thiên tướng cũng có mặt đầy đủ. Cơ hồ là tất cả lực lượng đều tập trung lại một chỗ, trận thế vô cùng khổng lồ. Đế Thích Thiên lên tiếng hô hào tất cả tướng sĩ cùng mình ra ngoài nghênh chiến. Lời vừa mới dứt, cũng là lúc tập phim khép lại.